Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin hôm nay ngày 22 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây. Xúc động chương trình Xuân quê hương 2017 với chủ đề Thành phố mang tên Bác, khát vọng ngời sáng. Các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào chung tay chăm lo cho kiều bào nghèo trong những ngày Tết. Trong tiểu mục Dấu ấn Việt hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về dấu ấn của Hồ Chí Minh ở quê hương của Lenin. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Xuân quê hương 2017 với chủ đề là Thành phố mang tên Bác, khát vọng ngời sáng đã được diễn ra vào tối ngày 20 tháng 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và đánh trống khai hội, cùng với sự tham dự của hơn 1.000 kiều bào đại diện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh tới những đóng góp vô cùng quý giá của các kiều bào và thành tựu phát triển chung của đất nước trong 30 năm qua, đồng thời mong muốn hơn 4,5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài sẽ muôn người như một, cùng một niềm tin và nỗ lực hướng tới sự phát triển phồn thịnh của quê hương, chung tay cùng nhân dân cả nước xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế. Chủ tịch nước cũng kêu gọi các chuyên gia, trí thức kiều bào là những người có điều kiện tiếp cận nhanh với công nghệ tiên tiến và trí thức tiến bộ, hãy tích cực đem trí tuệ và kinh nghiệm của mình đóng góp hiến kế xây dựng quê hương, đồng thời là cầu nối để đưa hàng hóa thương hiệu Việt ra thế giới. Tôi tin tưởng rằng mỗi kiều bào chúng ta dù có đi xa góc bể chân trời, dù cuộc sống thuận lợi hay khó khăn, nhưng trong trái tim vẫn luôn ấm lòng tình yêu quê hương đất nước. Dù cho đâu đó còn có những khác biệt, nhưng chúng ta hãy vượt lên tất cả với khát vọng ngời sáng, cùng chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Xuân quê hương với chương trình nghệ thuật phong phú đã góp phần gắn kết tình cảm của các con lạc cháu hồng trên khắp thế giới với quê hương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cùng chung sức vì sự phát triển của đất nước trong tương lai. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và người dân hai nước Lào và Việt Nam sẽ liên tục phát triển về chất, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Đó là khẳng định của ông Sỉ La Vong, Khúc Phai Thun, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đô trưởng Thủ đô Viên Chăn tại lễ chiêu đãi đối ngoại mừng xuân 2017 do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng khẳng định những kết quả và thành tựu giữa hai nước là niềm tự hào, niềm vui chung của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào. Năm 2017 sẽ là một năm hết sức quan trọng với Việt Nam và Lào khi hai nước kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đô trưởng Viên Chăn, Sỉ La Vong, Khúc Phai Thun bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và người dân hai nước Lào Việt Nam sẽ liên tục phát triển về chất, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước Lào và Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác vì phát triển của khu vực và thế giới. Vâng, góp phần quan trọng vào sự phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Lào thì không thể không nhắc đến vai trò của các doanh nghiệp hai nước. Không chỉ đầu tư mà các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào còn chú trọng chăm lo cho đời sống của người dân, đặc biệt là kiều bào tại Lào. Năm nay thì một số doanh nghiệp Việt Nam hiện đang đầu tư kinh doanh tại Lào đã tới chùa Phật Tích ở thủ đô Viên Chăn trao những phần quà Tết cho bà con kiều bào. Trị giá của những món quà này tuy không lớn nhưng cũng đã góp phần cho thấy tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Lào. Đây là một số nhân viên người Việt và người Lào hiện đang làm việc trong một khách sạn 5 sao đầu tiên do một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây tại thủ đô Viên Chăn. Hôm nay, ngoài việc chuyên môn thường nhật, cả nhóm đã cùng tham gia chương trình Ấm No Ngày Tết, Ngày hội gói bánh chưng vì người nghèo do công ty phát động từ đầu tháng trước. Cùng với bánh chưng, gần 100 suất quà cũng được khách sạn chuẩn bị để trao tận tay các gia đình kiều bào và người Lào có hoàn cảnh khó khăn ở thủ đô Viên Chăn. Chúng tôi muốn đem lại một cái Tết
cho một cái cho người nghèo có một cái Tết ấm no và để cho họ được cái hưởng cái trọn vẹn cái ngày Tết, và muốn chúng tôi muốn chia sẻ những cái tức là cái khó khăn của những cái hộ gia đình nghèo. Năm nay, chùa Phật Tích ở thủ đô Viên Chăn là nơi được một số doanh nghiệp Việt hiện đang đầu tư kinh doanh tại Lào lựa chọn để tổ chức trao quà Tết cho các gia đình nghèo. Đã có gần 300 gia đình kiều bào và người Lào có hoàn cảnh khó khăn được trao quà trong dịp Tết năm nay. Mỗi phần quà trị giá không lớn nhưng cũng góp phần chia sẻ những khó khăn với bà con khi ngày Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần. Năm mới mấy em biếu quà cho chị, cho tôi là năm mới đó là tôi mừng lắm, mấy em biếu quà cho. Đây là một trong những cái nghĩa cử rất là cao đẹp, nó gắn kết được cái tình đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam chúng ta tại Viên Chăn, và nó cũng nói lên được là cái tính nhân văn, cái tính tương thân tương ái của cái người Việt Nam chúng ta trong nước cũng như là ở ngoài nước. Ngoài quà tặng của các doanh nghiệp, trong dịp Tết năm nay, Hội Người Việt thủ đô Viên Chăn cũng đã trao hơn 120 phần quà cho các hộ gia đình Việt kiều nghèo và người cao tuổi hiện đang sinh sống ở thủ đô Viên Chăn. Trong khi đó, tại Campuchia, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà một số gia đình người Campuchia gốc Việt có công với cách mạng. Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Thạch Dư đã ân cần thăm hỏi chúc mừng các gia đình chính sách, người Campuchia gốc Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. Thời gian qua, những chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với bà con đã từng bước tạo điều kiện thuận lợi, hợp pháp để bà con có cơ hội sinh sống ổn định, phát triển và hướng về cội nguồn, quê hương đất nước. Vào tối ngày 18 tháng 1, tại hội trường Trung tâm Văn hóa Sự kiện Đông Đô Praha, Cộng hòa Séc đã diễn ra lễ kỷ niệm 67 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, đồng thời cùng tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và đón Tết Đinh Dậu. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Đại sứ Trương Mạnh Sơn nhấn mạnh, ngày 2 tháng 2 năm 1950 đã đánh dấu một mốc son trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. 67 năm qua, mối quan hệ đó đã không ngừng đâm hoa kết trái và trở thành một mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nhà nước. Tại buổi lễ, Đại sứ Trương Mạnh Sơn và Thứ trưởng Lukas Kowski đã trao kỷ niệm chương vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho những nhà hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa cũng như một số doanh nhân Séc đã có nhiều đóng góp trong sự phát triển mối quan hệ toàn diện giữa hai nước. Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc là một cái quan hệ truyền thống hữu nghị có từ lâu đời. Năm 2016 vừa qua, quan hệ đã được phát triển sâu thêm một bước, đặc biệt là trong cái lĩnh vực ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế. Bộ Ngoại giao sẽ nỗ lực để tạo thuận lợi hơn nữa cho việc xem xét cấp thị thực vào Séc đối với công dân Việt Nam để đẩy mạnh sự hợp tác kinh tế du lịch. Trước mắt là mở lãnh sự quán Séc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cộng đồng người Việt là một trong 9 cộng đồng thiểu số lớn nhất ở Cộng hòa Séc và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Séc. Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc cộng đồng người Việt ở Séc thành công, thắng lợi trong mọi công việc. Nhân dịp Tết Đinh Dậu đang đến gần, Đại sứ Trương Mạnh Sơn và phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi những người tới dự với nghệ thuật ẩm thực truyền thống ba miền của Việt Nam và các tiết mục văn nghệ đậm đà hương xuân. Vừa qua, Hội Người Việt Nam tại Ba Lan và Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức trọng thể lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới và hải đảo Việt Nam. Đại diện Hội Người Việt Nam tại Ba Lan cùng các Phật tử Chùa Nhân Hòa và bà con đã đến dự lễ. Buổi lễ được tiến hành trang trọng theo nghi thức nhà Phật dưới sự chủ trì của Đại Đức Thích Đệ Đan. Sau phần đọc kinh cầu siêu, các Phật tử thành kính dâng hương, cầu cho anh linh của các anh hùng liệt sĩ siêu thoát. Bà con người Việt ở Ba Lan luôn hướng về quê hương và ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biên giới và hải đảo của Tổ quốc. Trong khuôn khổ diễn đàn du lịch ASEAN 2017 đang diễn ra tại Singapore, Tổng cục Du lịch Việt Nam cùng với các địa phương và doanh nghiệp du lịch tham dự hội chợ du lịch quốc tế Travex nhằm quảng bá và giới thiệu du lịch Việt Nam tới người dân ASEAN và bạn bè quốc tế. Ghi nhận của các phóng viên truyền hình Việt Nam từ Singapore.
Việt Nam tham gia hội chợ du lịch Travex với gian hàng quốc gia, có sự tham gia trưng bày và giới thiệu của 7 doanh nghiệp lữ hành khách sạn và hai địa phương là Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ không gian trưng bày và cách trang trí thể hiện điểm nhấn của năm du lịch Việt Nam 2017 là du lịch Tây Bắc cùng với nhiều sản phẩm du lịch mới. Đầu tiên là chúng tôi quảng bá cái năm du lịch quốc gia Tây Bắc, Lào Cai với cái chủ đề là sắc màu Tây Bắc. Nhấn mạnh đến những cái điểm đến, những cái yếu tố về văn hóa, về dân tộc thiểu số, về những cái thắng cảnh của khu vực Tây Bắc, ví dụ như là Sapa, ví dụ như là Mộc Châu. Và chúng tôi cũng, đây là cũng là cái dịp mà bên cạnh cái việc mà giới thiệu Sapa thì cũng là cái dịp mà giới thiệu các cái điểm đến nghỉ dưỡng núi của Việt Nam. Không chỉ đưa ra giới thiệu các sản phẩm du lịch truyền thống, tại hội chợ lần này, một công ty du lịch của Việt Nam còn giới thiệu về sản phẩm du lịch công nghệ số. Đó là ứng dụng phần mềm chạy trên nền tảng điện toán đám mây để giúp các doanh nghiệp bán các sản phẩm du lịch tới khách hàng trên chính website của mình. Đưa ra cái định hướng làm thế nào để mình giúp các công ty du lịch để mà sống lại trong cái thời đại công nghệ số, giúp các đơn vị bán hàng, các travel agent họ sẽ bán được, giữ được khách hàng của họ. Cái đơn vị thứ hai nữa thì các supplier thì họ cũng thời đại công nghệ số họ vẫn bán được hàng và họ không phải chi phí quá nhiều cho cái việc mà đi các cái trade show rồi các cái hội chợ mà. Trong ngày đầu tiên của hội chợ, rất đông các doanh nghiệp du lịch ASEAN và quốc tế đã tìm đến gian hàng Việt Nam để tìm kiếm thiết lập quan hệ đối tác. Tôi đã từng đến Việt Nam và thực sự ấn tượng với sự phát triển du lịch Việt Nam. Tôi đến đây tìm đối tác xúc tiến tour du lịch đến cả Việt Nam và Campuchia. Hiện tại, chúng tôi đang xúc tiến du lịch Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore trong một gói sản phẩm 10 ngày. Cũng tại hội chợ du lịch Travex, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã họp báo để cập nhật về tình hình du lịch Việt Nam cũng như về các chính sách phát triển du lịch và các sản phẩm du lịch mới. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, năm 2017, Việt Nam mục tiêu thu hút 11,5 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 15% so với năm 2016. Bên cạnh các thị trường truyền thống, ngành du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá tới khu vực Australia, Bắc Mỹ và Ấn Độ. Thành phố Ulyanov nằm bên sông Volga, cách thủ đô Moscow khoảng 900 km. Đây được biết đến là quê hương của vị lãnh tụ Liên Xô Lenin, là địa phương kết nghĩa với tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm gần đây, việc ký kết hợp tác và kết nghĩa toàn diện giữa hai bên được tăng cường thúc đẩy, tạo nên dấu ấn Việt Nam ở vùng đất này. Trường phổ thông số 76 đã trở thành một địa điểm quen thuộc với những người Việt Nam sinh sống ở thành phố Ulyanov. Khi có một gian phòng được dành riêng để làm phòng lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những kỷ vật tượng trưng cho cuộc đời cao cả mà bình dị của Bác Hồ được cộng đồng mang đến để làm phong phú thêm không gian lưu niệm này trước khi chính thức được khai trương. Bà con cộng đồng đang học tập sinh sống làm việc tại Ulyanov và một số anh em bạn hữu gần xa ở trên Liên bang Nga. Họ đóng góp về mặt tài chính này, rồi về các cái hiện vật tranh ảnh. Còn một số nữa thì là có một số đoàn của anh em ngày xưa đã từng lao động và học tập ở Ulyanov, họ sang đi thăm lại thành phố cũ thì họ có cũng mang một ít tranh ảnh để tặng. Và còn hai cái bức tranh, một bức của quê nội Bác Hồ và quê ngoại thì do bên khu di tích Kim Liên tặng. Theo dự án hợp tác giữa hai tỉnh Ulyanov và Nghệ An, trường phổ thông số 76 sẽ kết nghĩa cùng trường phổ thông Phan Bội Châu để trao đổi học sinh, tăng cường việc giao lưu và giảng dạy tiếng Nga và tiếng Việt giữa hai nhà trường. Điều này sẽ góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác văn hóa giáo dục giữa hai địa phương nói riêng và hai nước nói chung. Nhằm giáo dục giới trẻ tinh thần yêu nước và thúc đẩy tình hữu nghị giữa Nga và Việt Nam, trên cơ sở bảo tàng này, chúng tôi tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, thảo luận về đời sống hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện tại, chúng tôi cũng đang chuẩn bị tiến hành các thủ tục để có thể đổi tên ngôi trường này thành trường phổ thông Hồ Chí Minh. Một ngôi trường sẽ mang tên Hồ Chí Minh. Một bức tượng Bác bằng đồng đang trong quá trình hoàn thiện tại một xưởng điêu khắc. Thêm dấu ấn Việt Nam đang hình thành giữa lòng thành phố Ulyanov
và trở thành niềm tự hào không chỉ của cộng đồng người Việt. Đây là con đường mang tên Hồ Chí Minh ở thành phố Ulanov. Còn tại đây thì một tượng đài và quảng trường mang tên Hồ Chí Minh cũng đang được triển khai xây dựng. Và dự án này thì dự kiến sẽ hoàn thành vào dịp sinh nhật Bác vào tháng 5 năm 2017. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ Ulanov, Liên bang Nga. Vâng, và tiểu mục Dấu ấn Việt cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên truy cập website vtv4.vn hoặc YouTube để xem lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại Đài truyền Việt Nam. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.